Phiên họp căng thẳng diễn ra đã hơn 2 giờ. Bị chất vấn về việc thẩm định chất lượng sản phẩm hời hợt trước khi nhập khẩu, khiến hàng hóa không bán được, Trung bắt đầu thấy mệt mỏi và xuống tinh thần. Bỗng điện thoại rung lên từng chập. Anh lấy ra kín đáo liếc vào màn hình. Ôi trời mẹ ơi, Phượng xuất hiện trong trạng thái trần truồng, không một mảnh vải trên người. Luống cuống nhét vội cái phone vào túi quần, Trung bước tới nói nhỏ với giám đốc: xin phép sếp cho em ra ngoài gọi điện một chút ạ. Ông Hoàng lắc lắc đầu lẩm bẩm: cứ điện thoại tối ngày, còn làm ăn thì chả ra sao cả. Rồi ông phẩy tay bảo anh đi ra và tiếp tục cuộc họp. Trung là trưởng phòng kinh doanh nên đang bị quy trách nhiệm khá nặng nề về việc nhập hàng nói trên. Tình hình tồn kho sản phẩm kém chất lượng kéo dài sẽ khiến công ty ôm một khoản nợ ngân hàng khá lớn. Các thành viên trong ban giám đốc tranh luận hàng giờ về việc nên hay không nên hạ giá bán để đẩy nhanh tiêu thụ nhằm thu hồi vốn. Cũng có ý kiến nên trả lại nơi sản xuất và đổi sang mặt hàng khác tốt hơn. Nhưng nói chung, chưa có kế hoạch nào là tối ưu. Từ trước tới nay, Trung được tiếng là nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường, là người giao thiệp rộng, có uy tín với khách hàng. Nên trong công ty, anh là cánh tay phải đắc lực của giám đốc. Ngoài ra, Trung còn khôn khéo dựa vào thế lực công ty để làm những phi vụ mua bán kiếm lãi riêng cho mình. Nói chung, anh là một người tài giỏi, biết kiếm ra tiền, ít ai sánh kịp. Sự cố lần này khiến anh mất điểm nặng nề với giám đốc. Đâu có ai biết thời gian 2 ngày ở Quảng Châu để kiểm tra tình hình hàng hóa thì Trung lại lén lút dắt theo Phượng và không bước ra khỏi phòng. Thay vì giám sát chất lượng sản phẩm thì anh chỉ mải mê cắm mặt vào thân thể người tình suốt ngày đêm không rời một bước. Trong phiên làm việc với đối tác, Trung bất cẩn khi chỉ ký biên bản xác nhận rồi ngắm nghía qua loa mà không thực hiện kiểm tra thực tế. Chuyến đi đó là tuần trăng mật ướt át và hấp dẫn chưa từng có với anh. Nhưng hậu quả mà công ty lãnh đủ là phải gánh một lô hàng kém phẩm chất mà nhà cung cấp cố tình tráo đổi chất lượng. Làm ăn với nước ngoài mà tin tưởng một cách mù quáng thì chỉ có mà bán lúa giống. Mang tâm trạng tồi tệ nên khi Phượng gọi, anh cảm thấy hơi bực bội. Đã dặn là không được alo trực tiếp cho anh trong giờ làm việc, nhất là khi hội họp. Nhưng muốn là làm, ít khi Phượng chú ý đến lời dặn của anh. Dù tâm trạng đang khó chịu, nhưng nhìn Phượng dùng thân thể lõa lồ cố khiêu gợi mình, anh cũng suýt bật cười thành tiếng. Đi nhanh về phòng, Trung cẩn thận khép cửa lại và ngã lưng xuống ghế sofa rồi mới bắt đầu nói chuyện. Trời ơi, em làm gì thế? Sao nuôi 100% vậy? Muốn không cho anh làm việc hả? Còn hỏi nữa, ghét. Công việc đang bận rộn túi bụi, đầu hết cả đầu đây này. Có lý do nào khác không? 3 ngày rồi anh bỏ đói em. Thôi, chiều mai anh thu xếp về với em hả cưng? Mặc đồ vô. Không, chiều nay hả? Nếu không, tối em đi chơi một mình, ráng chịu đó. Đi đâu? Muốn chết hả? Phượng vừa nói chuyện, vừa uốn éo nhún nhảy. Hình như cô đang đứng trong nhà tắm. Những giọt nước còn đọng trên da lấp lánh. Thân thể nảy nở của Phượng luôn khơi dậy ham muốn mãnh liệt trong anh. Biết vậy nên cô cố ý xuất hiện trần truồng để lôi anh về càng nhanh càng tốt. Cô nũng nịu nói: em thèm, về với em mau lên. Được rồi, chiều nay anh về liền. Nhanh nha, đừng để em đợi lâu đó. Trung quen Phượng trong một lần tổ chức giới thiệu sản phẩm ở hội chợ hàng chất lượng cao Cần Thơ. Công ty thuê cô như một BG đứng làm cảnh, lôi kéo người tham quan đến gian hàng.
cô gái miền Tây trẻ trung, xinh xắn, lại ăn nói ngọt lịm dễ thương, lọt ngay vào mắt Trung. Cô bé có làn da trắng như được tắm bằng sữa, khoe đôi chân thon dài lấp ló ngay chỗ xẻ của chiếc váy sườn xám chật ních, làm anh không thể rời mắt. Ôi, gái miền Tây nhìn ngon lành hết biết. Đến giờ nghỉ thay ca buổi chiều, anh lén lại gần, nói nhỏ với Phượng: "Lát đi ăn với anh nhé, muốn bàn với em một chuyện quan trọng." Nàng giả vờ dương đôi mắt ngây thơ cũ, hỏi lại: "Dạ, có việc gì hả anh?" Chút nữa nói: "Nhưng đừng để ai biết em đi gặp anh nhé." "Dạ, hẹn em vào lúc 6 giờ ở nhà hàng khách sạn Ninh Kiều." "Dạ, em nhớ rồi." Bày đặt hỏi tới hỏi lui thế thôi, chứ nàng biết anh là một trưởng phòng quyền lực trong công ty, là người có thể nhờ vả, nên dĩ nhiên là Phượng hoan hỷ nhận lời liền. Nàng nghĩ bụng: "Mới biết nhau thì có chuyện gì để bàn nhỉ?" Và cô cười thầm: "Đàn ông rủ đi ăn đêm hôm tất nhiên là có ý đồ. Nhưng ý đồ gì chăng nữa, mà nếu có lợi thì cũng ok thôi, việc gì phải nghĩ." Khi tới chỗ hẹn và ngồi vào bàn, Trung hỏi cô: "Em bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ 20 ạ." "Ồ, lẽ ra phải xưng hô là chú cháu mới đúng nhỉ?" "Sao vậy? Anh còn trẻ măng mà." Trung ngạc nhiên, con bé này cũng ăn nói bạo dạn thiệt. Anh cười: "Anh 40 mấy rồi cưng, già rồi." "Vậy mà già gì, em cứ tưởng anh chỉ mới ngoài 30. Vừa nói con nhỏ vừa cười một cách thoải mái. "Thôi sao cũng được. Em tốt nghiệp đại học chưa?" "Dạ, em ra trường hơn 1 năm rồi, nhưng vẫn chưa xin được việc làm." "Vì thế mới đăng ký làm PG cho đỡ buồn phải không?" "Dạ, nhưng để kiếm chút tiền, chứ đỡ buồn gì đâu. Buồn hơn thì có." Anh nhìn cô và thấy tội nghiệp. "Thế này nhé, anh sẽ tìm cách đưa em vào làm trong công ty, chịu không?" Đôi mắt Phượng sáng lên mừng rỡ. "Ôi, thật không anh?" "Anh chưa thể nói chắc 100%, nhưng anh sẽ giúp em." Lời hứa bâng quơ của một gã đàn ông thành phố lúc nào cũng có sức nặng kha khá đối với một cô gái quê chất phác. Cả hai ăn uống rất tự nhiên vui vẻ. Vài lon bia làm cho hai má Phượng ửng hồng. Cô trở nên bạo dạn và nói rất nhiều chuyện. Dĩ nhiên cô than thở về gia cảnh nghèo khó và sự khó khăn khi đi xin việc mà không quen biết ai. Trung tỏ ra đồng cảm, khiến cô cảm động và thấy anh thật gần gũi. Ăn xong, Trung rủ cô đi hát karaoke ngay ở tầng trên cùng của khách sạn. Tăng hai vừa hát hò vừa nốc bia. Rõ ràng là Trung đang cố chuốc say cô gái. Nhưng Phượng đâu có phải là đứa khờ khạo, ngây ngô đến nỗi không hiểu ý định của ông trưởng phòng. Dù say mềm, cô vẫn không ngừng uống. Không hiểu sao, Phượng muốn cởi bỏ tất cả mọi lo nghĩ, vướng bận về hoàn cảnh của mình. Hơn nữa, cô cũng thấy thích Trung, nên vẫn cứ vờ ngây thơ và vô tư làm theo ý muốn của anh. Tới khuya thì cả hai đã say lướt khướt. Phượng lờ đờ nhìn Trung hỏi: "Sao anh muốn giúp em?" "Vì anh thích em. Đẹp vậy, ai mà không thích nhỉ?" "Anh có vợ chưa?" Tuy đầu óc đã khá mù mờ, nhưng Trung vẫn trả lời một cách khôn khéo: "Em nghĩ sao? Anh ngoài 40 rồi, chẳng lẽ chưa vợ?" "Em hỏi thế thôi, chứ thừa biết mà. Đàn ông ghê lắm. Anh là một gã lão luyện nên lật luôn bài ngửa. Vì nếu em thích thì cứ nhào vô, mai này đỡ rách việc, khỏi sợ bị đổ thừa." Dù có thế nào thì Phượng vẫn chỉ là một cô gái quê mới lớn, non nớt trường đời, lại có ý niệm đơn giản về giá trị của bản thân. Cô dễ dàng ngã vào vòng tay Trung chỉ sau có vài lời hứa hẹn mơ hồ ngay trong đêm đó.
lão đảo theo anh vô phòng ngủ. Hai tay Phượng níu chặt cánh tay Trung. Em không biết, anh làm sao thì làm á, không được bỏ em đâu đó. Trời ơi, cưng dễ thương như vậy, ngu sao bỏ. Chuyện tình của hai người bắt đầu như thế và kéo dài cho đến bây giờ. Thật ra Trung không phải là một gã ăn chơi luôn tuồng bạc mạng. Ít ai thấy anh quan hệ ngoài luồng với gái. Ngay cả trong những lúc nhậu nhẹt say sưa với đồng nghiệp hay do khách hàng chiêu đãi, Trung luôn cố giữ hình ảnh nghiêm túc về sự chung thủy với vợ trước bất kỳ người quen biết nào. Bạn bè thường trêu chọc: ông này theo đạo thờ bà nên đừng có rủ rê, ông chỉ nhậu thôi. Ngay cả đến vợ chồng giám đốc cũng vẫn thường đem anh ra làm tấm gương đàn ông chân chính để khen ngợi với mọi người. Vô tình trở thành tấm khiên bảo chứng cho thanh danh của anh trước thiên hạ. Cái miệng thì anh hứa với Phượng sẽ xin việc cho nàng, nhưng cái đầu ranh ma thì lại bảo ngu sao mà làm vậy. Giữ em lại bên mình làm bồ nhí vẫn sướng và an toàn hơn là làm đồng nghiệp. Đưa Phượng vô công ty chẳng khác nào tạo cơ hội cho nàng tiếp cận với cả đống trai trẻ còn độc thân. Dại gì mang mỡ để trước miệng mèo, phải giữ riêng cho mình chứ. Hơn nữa, làm vậy không khác gì lạy ông tôi ở buổi này. Chỉ cần chút sơ suất là mối quan hệ bất chính sẽ dễ dàng đổ bể. Còn Phượng cũng chẳng phải ngây thơ trong trắng gì. Mối tình đầu đã trốn biệt sau khi hối hả lấy mất đời con gái của cô. Nhưng Phượng biết mình đẹp, gia cảnh nghèo, không có việc làm, thì chuyện cặp với Trung bây giờ sẽ giải quyết phần nào bài toán kiếm tiền phụ giúp gia đình và cũng khỏa lấp nỗi buồn vì bị tình phủ. Một tuần sau, Trung đưa nàng lên Sài Gòn. Anh thuê sẵn một căn hộ chung cư ở tuốt ngoại thành. Nàng chỉ việc ở yên đó chờ anh tới. Thu nhập của Trung thuộc hàng top trong công ty. Anh dư sức cung phụng cô một cách hào phóng. Phượng có thể sống thoải mái, an nhàn, có chút tiền gửi về nhà hàng tháng. Đôi lúc nàng mơ tới chuyện biết đâu hai người có thể tiến xa hơn, có thể tìm cách moi móc nhiều tiền hơn để dành dụm. Sao cũng được, hãy cứ tạm thời như thế đã, rồi tương lai sẽ tìm ra cách nào đó tốt hơn. Hơn nữa, Phượng cũng dần thích Trung. Anh là một người tình tuyệt vời, rất giỏi trong chuyện chăn gối. Nàng luôn đạt khoái cảm cực điểm trong những lần gần gũi cuồng nhiệt với anh. Thậm chí càng ngày nàng càng thấy hình như mình bắt đầu yêu Trung. Vắng anh vài ngày là đã nhớ. Nàng đâm nghiện cái cảm giác thèm khát đàn ông mà lần đầu tiên trong đời mới biết. Nàng nghĩ đã đem thân ra kiếm tiền, nếu được sướng thì cũng tốt hơn nhiều đấy chứ. Mới 4 giờ chiều, Trung đã ra khỏi công ty. Dĩ nhiên là anh hấp tấp phóng xe đi gặp Phượng. Vừa thấy mặt, hai người đã lao vào quấn lấy nhau như lâu lắm rồi chưa từng ân ái. Trung thích nhất ở Phượng về khả năng làm tình cuồng nhiệt của nàng. Cô không ngần ngại la hét, rên rỉ, bộc lộ hết cảm xúc khi gần gũi. Cái cách yêu đầy bản năng dữ dội và có chút hoang dã của Phượng làm Trung bị kích thích và hưng phấn tột độ. Những ngày giữa kỳ, nàng có thể đòi hỏi thỏa mãn thân xác liên miên hàng giờ mà không biết mệt. Đúng là trường túc bất tri lao. Trung chưa thấy ai tuyệt vời như nàng, và anh thật sự say mê Phượng ghê gớm. Nếu xét về khoảng này, đích thị nàng là một gái hư trên giường đúng nghĩa, hơn đức vợ chàng về cách quyến rũ và lôi cuốn đàn ông gấp nhiều lần. Sau khi cùng nhau ôm ấp, lăn lộn hơn một giờ đồng hồ, cả hai đều đã mệt lả và thấy đói mèo. Trung nhìn cô cười cợt. Sao bữa nay dữ dội vậy em? Em không biết nữa, chỉ muốn làm mà không muốn ngưng. Trung cười. Anh càng ngày càng mê em quá đi. Vậy mà cứ bỏ em một mình, hay là dọn đến đây ở luôn đi anh? Anh nói lảng sang chuyện khác. Từ từ tính ha, bây giờ đi ăn rồi anh về.
hôm nay không ở lại được, vì có chuyện phải giải quyết gấp. Nàng vùng vằng. Việc gì? Tới phiên trả bài cho vợ hả? Sí. Trời đất, em hút hết sức lực của anh rồi, còn đâu? Anh mở ví lấy ra một xấp tiền đưa cho nàng. Cất 10 triệu chi tiêu tháng này. Hà tiện xíu em ha, anh đang gặp rắc rối tiền bạc. Phượng ôm lấy anh nũng nịu. Em nhớ anh thiệt, chứ đâu phải nhớ tiền. Em ước gì anh ở luôn đây với em, để em có dịp chăm sóc anh. Anh biết rồi mà, 2 ngày nữa anh qua ở lâu hơn. Vậy chiều nay uống một bữa rồi hãy về nhé. Em đang buồn quá hà. Ok cưng. Tối đó, sau khi chia tay người tình bé bỏng, Trung về nhà lúc 10 giờ đêm. Vừa say vừa mệt, anh tắm rửa vệ sinh rồi chui ngay vào giường. Đặt lưng xuống là anh lập tức lăn ra ngủ mà không cả để ý đến vợ vừa giật mình thức giấc. Nhưng chị chỉ nằm đó im lặng nhìn anh mà không nói gì. Mỗi sáng, Trung đều có thói quen ôm hôn vợ rất tình cảm rồi mới ra khỏi nhà. Nhưng thời gian gần đây anh không còn làm chuyện đó. Sáng nay không thể kiềm chế hơn nữa sự thắc mắc, thấy chồng đang thay quần áo, Trang bước lại gần. Sau một chút do dự, chị ôm anh từ phía sau và nói nhỏ: lúc này đi làm không thèm hung vợ nữa nè. Trung giật mình quay lại, anh cười cưỡng chống chế: mấy bữa nay nhiều việc gấp quá, anh lại hơi mệt nên quên, cho anh xin lỗi nhé. Vừa nói anh vừa cúi xuống hôn vợ, nhưng chị né đầu qua một bên và nói giọng hờn dỗi: trở vô giường với em không, mấy ngày nay tối nào về anh cũng say mềm hết á. Trung nhìn vợ, thấy đôi mắt long lanh ướt rượt của chị, liền trêu chọc: vợ của tôi bữa nay hư quá đi, thích thì chịu nè. Vừa nói chàng vừa kéo 2 sợi dây đeo áo ngủ mong manh trên vai vợ tuột xuống và đẩy chị vào phòng. Từ khi lấy nhau, Trung chưa bao giờ để vợ thất vọng. Có một cô vợ trẻ hơn cả chục tuổi, lại xinh đẹp hấp dẫn như Trang, đâu phải ai cũng muốn mà được. Hơn nữa, anh cũng từng rất yêu và say mê tấm thân đàn bà chín mùi của chị. Lúc nào cũng vậy, Trang luôn đạt khoái lạc cực đỉnh khi ân ái. Chị thấy mình thật diễm phúc khi có một ông chồng giỏi cả việc kiếm tiền lẫn chuyện giường chiếu như anh. Phải nói rằng Trang yêu và tin tưởng chồng gần như tuyệt đối. Dĩ nhiên Trung không bao giờ dám để Trang nghi ngờ về điều đó. Thật ra thời gian đầu khi mới lấy nhau, Trang rất khó chịu về tính cách gia trưởng và độc đoán của Trung. Vừa về chung nhà, anh lập tức yêu cầu vợ nghỉ việc để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Dĩ nhiên chuyện lo đó chỉ là chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho anh. Nói là yêu cầu cho văn hoa, chứ thật ra chẳng khác gì bắt buộc. Việc đó khiến Trang bất đồng và cả hai phát sinh mâu thuẫn rất lâu. Chị khó chấp nhận việc phải từ bỏ mọi mơ ước tương lai chỉ để ở nhà nấu cơm, giặt giũ. Công lao ăn học đèn sách bao năm, không lẽ phải vứt xó chỉ vì ý muốn của Trung thôi sao? Tuy đôi vợ chồng son rất yêu nhau, nhưng khi sống chung cũng phát sinh nhiều khác biệt. Những cuộc tranh luận thường xuyên khiến Trang thấy mệt, mà Trung thì vẫn khăng khăng ý mình. Anh nhẹ nhàng kiên nhẫn thuyết phục vợ ở nhà. Anh dẫn chứng thu nhập của anh dư sức lo cho cả hai. Còn tiền lương còm cõi của một sinh viên mới ra trường như chị còn không đủ để mua cây son hộp phấn, thì đi làm để làm gì? Anh ra chiêu dụ dỗ: em cứ ở nhà, mỗi tháng ngoài tiền chợ anh sẽ đưa em đúng số tiền lương mà em đang lãnh. Anh vừa phải thôi nha, người ta đi làm cũng chưa hẳn vì đồng lương, mà còn vì đam mê công việc, là chuyện giao tiếp xã hội, là ý nghĩa cuộc sống mà. Anh không có ý nghĩa với em sao? Em giao tiếp với anh chưa đủ hả? Trời ơi, anh đánh tráo khái niệm hay quá đi. Những lần tranh luận không có hồi kết đó thường được Trung chấm dứt
bằng cách ôm hôn vợ Mùi Mẫn, rồi lôi Trang vào một cuộc mây mưa nóng bỏng bằng tất cả đam mê thân xác. Trung thuyết phục vợ theo kiểu đó và luôn thành công hoàn toàn. Người ta nói đàn bà yếu lòng và nhẹ dạ là như thế. Thời gian trôi qua, Trang trở thành một người phụ nữ hiền thục, nhu mì. Chỉ dần quen với nếp sống an phận và chấp nhận làm theo lời chồng mà không còn thấy khó chịu nữa. Công việc làm ăn của Trung ngày một phất lên, đồng nghĩa với cuộc sống của Trang trở nên nhàn nhã. Đã vậy, thời gian sau này, Trung còn thuê thêm người giúp việc cho chị Sai Bảo, mà không phải động tay động chân vào bất cứ việc nội trợ lớn nhỏ nào trong nhà. Dù trong cuộc sống chung càng ngày Trung càng tỏ ra độc đoán, không thèm bận tâm đến ý kiến của vợ, thì chị cũng không còn quá để ý. Phải nói rằng, từ việc lớn như tậu nhà, mua đất, sắm xe, cho đến mọi thứ nhỏ nhặt khác, chị cũng đều không được hỏi ý. Trang còn không biết anh kiếm được bao nhiêu tiền và đã tích lũy được chừng nào. Cứ hàng tháng, Trung chuyển vào tài khoản vợ một khoản đủ để chị có thể chi tiêu trang trải mọi thứ trong nhà một cách dư dả, thoải mái. Và chưa bao giờ Trung để vợ con thiếu thốn. Chị nghĩ đơn giản, chồng mình đã đủ hao tâm tổn trí lo công việc, phải chạy đôn chạy đáo, giao tế khắp nơi. Cho nên chị không muốn chồng bận lòng về những thắc mắc thừa thãi của mình. Anh nói sao thì chị nghe vậy. Mấy người được chồng chu cấp cho cuộc sống đầy đủ sung túc nhàn hạ như thế này, và chị thấy như vậy đã là hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đều có mặt trái. Cách sống tĩnh tại kéo dài từ năm này sang tháng khác khiến Trang tự nhiên thấy nhàm chán, và sự buồn bã vô cớ ngày càng đến nhiều hơn. Chị thèm đi ra ngoài, nhớ những buổi gặp gỡ bạn bè thời đi học, và niềm mong ước được làm việc gì đó từ từ trỗi dậy trong tiềm thức. Công việc bận rộn làm Trung vắng nhà nhiều hơn. Những chuyến đi công tác dài ngày, những cuộc tiếp khách tới khuya khiến Trang cảm thấy càng ngày càng xa rời chồng. Tuy anh vẫn ân cần và đáp ứng đòi hỏi sinh lý của vợ, nhưng chị vẫn mơ hồ cảm nhận trong anh có sự hời hợt miễn cưỡng khó lý giải. Sống với nhau hàng chục năm, dù chưa đến nỗi xuồng xã, nhưng Trung dần dà quên mất cách đối xử ân cần, những cử chỉ mềm mỏng tế nhị với vợ. Chính anh đặt vợ mình vào vị thế lệ thuộc kinh tế, để rồi trong thâm tâm anh phát sinh cảm giác coi thường. Dù chưa quá lộ liễu ra mặt, nhưng đôi khi vô tình buột miệng nói lời khó nghe như "đàn bà thì biết gì". Trong những lần Trang bày tỏ quan điểm về một vấn đề nào đó, lần đầu nghe chồng nói thế, chị nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng và không nén nổi tức giận. Tuy vậy, Trang vẫn chưa khi nào nói lên suy nghĩ của mình, vì xét ra vẫn không có gì rõ ràng và thực sự nghiêm trọng trong mối quan hệ vợ chồng. Nhưng dĩ nhiên, Trang cảm nhận được tình yêu của Trung dành cho mình không còn được như trước. Lần này cũng thế, chị cảm nhận anh không còn thèm khát thân thể vợ như xưa. Anh ôm chị và cũng vẫn làm những động tác yêu đương như cũ. Nhưng sao không một chút lửa đam mê nào trong ánh mắt. Lần này cũng thế, anh trả bài cho chị như một quán tính và kết thúc cuộc yêu hết sức chóng vánh. Anh không còn cố gắng đưa vợ tới cảm giác ngây ngất như xưa nữa. Chưa đầy 15 phút, anh đã ngã vật ra than thở. Hôm nay mệt quá, chắc anh già rồi. Chị nói câu an ủi chiếu lệ. Không sao đâu anh, vậy cũng được rồi. Trung hôn nhẹ vào trán vợ rồi đứng dậy đi vô phòng tắm. Trang nằm yên trên giường nhìn lên trần nhà, chị thấy trống rỗng và buồn bã. Chẳng thà đừng làm còn hơn, chỉ thêm thất vọng chứ chẳng ích gì. Có lẽ những ngày hạnh phúc đang trôi qua hết, chị có cảm giác như thế. Thấy Trung từ phòng tắm bước ra, tự nhiên Trang buộc miệng nói: Anh à, em muốn về quê thăm ba má vài hôm. Được đấy, em cứ đi chơi cho thư giãn đi,
Vậy em đi nhé. Cơm nước cho anh và mấy đứa nhỏ, em sẽ dặn chị Vân lo chu đáo. Được rồi, em đi mấy hôm? Em chưa biết nữa, ít nhất là 3 hôm. Thời gian đi và về Sài Gòn Nha Trang cũng đã mất 2 ngày rồi. Vậy em đi 1 tuần cho thoải mái, để anh và con tự lo. Tụi nó lớn rồi mà, với lại có ô xin để làm gì. Nghe vợ đòi đi chơi, tự dưng Trung có cảm giác nhẹ nhõm. Nhiều lúc anh cũng không hiểu mình nữa. Dù vợ anh ít nói, không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng anh hiểu chị đang phiền muộn về sự thờ ơ của chồng trong thời gian sau này. Thú thật rằng, từ khi tiếp xúc với tấm thân mân mởn trẻ trung của Phượng, anh bỗng mất đi niềm ham muốn với vợ. Mà với chuyện đó thì trực giác tinh tế của đàn bà sẽ phát hiện ra ngay. Điều này làm anh bất an và thấy có lỗi đến mức nhiều lúc không dám nhìn thẳng mặt vợ. Nhưng rồi Trung cũng gạt đi sự lo lắng. Nào đã ai biết gì đâu, anh vẫn làm tốt nhiệm vụ làm chồng, làm cha đó chứ. Chung quanh có mấy người giỏi kiếm tiền như anh, vợ con sung sướng thế này còn muốn gì nữa. Và thế là Trung vẫn điềm nhiên hưởng thụ tình yêu mới. Anh nghiện thân thể Phượng đến nỗi anh nghĩ không biết làm sao chịu đựng được nếu thiếu nàng. Và có lúc anh không còn nghĩ đến chuyện phải chấm dứt mối quan hệ này vào một ngày nào đó. Cứ như nàng phải là của anh mãi mãi. Nhưng khi tự cân nhắc lòng mình, Trung vẫn thấy yêu vợ, dù không còn bồng bột, sôi nổi như xưa. Anh tự bào chữa, chẳng gì cũng đã hơn 10 năm rồi. Cái gì lâu quá chẳng sinh ra nhàm chán. Nhưng nói bỏ nhau thì chưa bao giờ anh nghĩ tới. Không lẽ vài lần chán cơm rồi bắt nhịn ăn vĩnh viễn thì ai mà chịu nổi. Lắm lúc anh bật cười khi thấy mình yêu cả 2 người đàn bà. Nói ra thì khó tin, nhưng đã nói tình yêu khó lý giải mà. Yêu là yêu, thế thôi. Đàn ông chỉ thêm chứ không có bớt. Ông bà mình nói không bao giờ sai. Thật ra Trung chưa bao giờ tự nhìn thấy góc khuất tâm hồn mình. Anh cố khoác chiếc áo đạo đức và bộ mặt quân tử để cố che đậy lòng tà dâm, tham lam, ích kỷ trong con người thật của mình. Anh muốn biến tất cả mọi người chung quanh đều trở thành phương tiện phục vụ cho dục vọng thấp hèn của bản thân, mà không bao giờ quan tâm để ý đến cảm giác của ai hết. Thời gian sau này, vị thế của Trung trong công ty đang lung lay. Thu nhập ngoài lương cũng bị giảm sút. Có nhiều nhân tố trẻ trung, tài giỏi hơn anh đang xuất hiện và chứng tỏ năng lực thuyết phục hơn nhiều. Giám đốc đang thầm đánh giá lại năng suất làm việc và uy tín của Trung mà ông đang có nhiều nghi vấn. Không khéo anh bị mất ghế như chơi nếu cứ để xảy ra sự cố quá lớn như vừa rồi. Trong khi đó anh lại phải chi tiêu nhiều hơn. Việc gánh vác thêm cuộc sống của Phượng bắt đầu trở thành một gánh nặng thực sự. Chiều nay ngồi làm việc trong công ty mà đầu óc cứ lo nghĩ vẩn vơ. Anh thấy cơ thể bãi hoải vì mấy hôm làm việc căng thẳng, lại phải lao động cực lực với cả 2 người đàn bà. Trung tự chế giễu mình. Đèo bồng thì phải ráng mà nhận lãnh thôi, than vãn cái nỗi gì. Và anh bật cười thành tiếng. Chợt có phone của Phượng gọi đến. Anh bắt máy. Alo. Hôm qua lo yêu mà quên nói anh nghe. Có chuyện gì vậy em? Em trễ kinh 7 ngày rồi. Ủa, vậy hả? Em thường bị trồi sụt, nhưng chưa bao giờ quá 1 tuần, nên hơi lo. Nếu nay mai thấy không ổn thì đi giải quyết thôi. Chắc không sao đâu, có gì em sẽ cho anh hay. À, bữa nào anh về với em? Mai cưng ha. Đêm anh ở lại với em luôn. Cái này là anh nói thật. Trang về quê thì anh có thể ung dung đêm nằm ôm người tình trẻ. Trung nghe tiếng vỗ tay như trẻ nít của Phượng. Hay quá,
anh dễ thương quá đi. Em nhớ anh thấy mồ nè. Biết rồi, mai anh về ha. Trung định mai sẽ về ở nhà Phượng 3 hôm luôn. Cả hai tha hồ mây mưa, ân ái. Nhưng chiều hôm đó thì anh bị cảm thật sự. Cả người đau nhức và hình như còn bị sốt nữa. Trung quyết định về nhà sớm. Vợ anh đã về Nha Trang thăm ba mẹ. Hai thằng con trai đi học thêm. Tụi nó học xong rồi còn ở lại nhà bạn chơi, có khi tới khuya mới về. Nhà cửa vắng vẻ khiến anh tự nhiên cảm giác trống trải. Chị Vân giúp việc ra mở cửa, nhìn thấy anh liền cười rạng rỡ. Bữa nay cậu chủ về sớm, cô về thăm nhà ngoại lúc gần trưa. Ừ, tôi biết rồi. Bữa nay thấy hơi mệt nên mới về nghỉ giờ này. Chắc bị cảm quá. Chị lại gần xách cặp cho anh và khẽ căn dặn. Cậu chủ nhớ tắm nước nóng nha, xong rồi uống thuốc. Anh nhìn Vân mỉm cười. Tôi nhớ rồi mà. Cậu có muốn tôi lên cạo gió cho không? Nghe hỏi, Trung nhìn chị ngạc nhiên. Anh trả lời. Lát nếu cần tôi gọi chị hen. Dạ. Nhìn dáng chị ôm chiếc cặp đi vào nhà trong, Trung mỉm cười nghĩ bụng. Bà này từ lúc ở đây ngày càng trắng trẻo phỏng phao, hấp dẫn ghê ta. Bình thường Trung vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị trước người làm, ngay cả với vợ con cũng vậy. Theo anh, đó là cách giữ tôn ti trật tự trong nhà. Có phép tắc thì mới dễ dàng quản lý mọi việc suôn sẻ. Tự nhiên lúc này không có ai bên cạnh, Trung bỗng nhớ lại một đêm cách đây gần 4 tháng. Khi đó anh chưa quen Phượng, còn Trang thì đang tham gia một tour du lịch tận miền Bắc nên đi vắng vài ngày. Hôm ấy công ty tiếp đón một nhà phân phối khá lớn nên anh phải tham gia chiêu đãi cùng với ban giám đốc. Bữa nhậu kéo dài từ chiều, tăng 1 rồi sang tăng 2, hát hò đến khuya. Khi mọi người chuẩn bị kéo nhau làm tăng 3, tức là xả láng tới bến, thì anh cáo từ ra về. Lúc nào Trung cũng biết giữ ý, không bao giờ ăn chơi tới rét chốn đông người. Anh tự hào rằng mình thuộc về một đẳng cấp khác. Lúc ra khỏi nhà hàng, anh say đến nỗi đi đứng lạng quạng, phải ngồi taxi chứ không dám tự lái xe về nhà. Vân đón anh tận cửa và phải rất chật vật mới dìu nổi Trung lên lầu. Cả hai lê từng bước chân và Trung gần như ôm chặt lấy người chỉ giúp việc, nếu không muốn té nhào xuống mấy bậc thang. Khi vào được trong phòng làm việc thì cả hai cùng ngã vật xuống chiếc ghế bành to tướng. Trung nằm lơ mơ một lúc thì thấy có ai đó đang cởi quần áo của mình. Ráng nhướng hai mắt nhìn trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn tường vàng vọt, Vân đang cố gắng dùng khăn lông thấm nước nóng lau người cho anh. Sau đó chị lấy bộ pyjama đang mắc trên tường cố gắng mặc vào. Trung nằm yên quan sát chị giúp việc, đầu óc lâng lâng tận hưởng cảm giác êm đềm vì được chăm sóc. Vân mặc chiếc áo bà ba dùng để ngủ, vừa mỏng lại vừa ngắn. Lúc nãy lôi kéo anh lên phòng nên đã xúc xổ vì hình như đứt mất một chiếc nút trên cùng. Hai bộ ngực út nút như muốn ủi tung hàng nút còn lại. Chị tuy không đẹp nhưng cũng dễ coi, vóc người mũm mĩm xôi thịt, da dẻ trắng trẻo mịn màng. Trong cơn say mờ ảo, Trung thấy Vân bỗng trở nên hấp dẫn, khiêu gợi đến không cưỡng nổi. Anh đánh bạo rứt tung hàng nút và đưa hẳn hai bàn tay vào bên trong áo của chị. Anh thấy lạ là sao Vân vẫn im lặng để mặc anh sờ soạng mà không có chút biểu hiện kháng cự nào. Hơi men đang bốc lên bừng bừng, bóng dáng đàn bà trần trụi phỏng phao ngay trước mắt. Không thể kiềm chế hơn nữa, Trung kéo chị ngã sấp, đè hẳn bộ ngực to lớn vào mặt của mình. Trung gần như rên lên. Trời đất, chị ngon chịu không nổi, cho tôi làm nhé. Không đợi gật đầu hay từ chối, anh ôm chị vật xuống nệm của chiếc ghế bành. Lần đầu tiên
Trung gần như cưỡng bức chỉ giúp việc ngay trong nhà, mà không ai hay biết. Trong cơn phấn khích của hơi men, Trung vần vò tấm thân của người đàn bà góa chồng tội nghiệp cả tiếng đồng hồ, cho đến khi tỉnh hẳn cơn say. Nhưng thật kỳ lạ, Vân cũng cuồng nhiệt không kém, chỉ đáp ứng lại như được dịp bù đắp sự thiếu thốn đàn ông đã quá lâu rồi. Vân lớn hơn Trung vài tuổi gì đó, góa chồng khi còn trẻ, từ quê lên đây giúp việc. Và có vẻ như chị cũng thầm để ý tới cậu chủ của mình. Sáng hôm sau, Trung gọi chị lại và nói: "Hồi đêm tôi say quá nên không biết mình đã làm gì. Chị quên chuyện đó đi nhé." Anh móc ví lấy ra 2 triệu đồng đưa chị. Vân nhìn anh đăm đăm một lúc rồi lắc đầu: "Thưa cậu, tôi không lấy đâu. Cậu đừng lo, tôi chẳng nhớ gì cả." Rồi chị lặng lẽ xuống nhà tiếp tục công việc của mình. 4 tháng trôi qua, dường như Trung không còn nhớ gì đến biến cố động trời vào đêm đó. Nhưng Trung nào biết, Vân đã nhìn anh bằng ánh mắt khác. Chị âm thầm quan tâm đến cậu chủ của mình hơn. Chị canh cửa cho Trung những đêm về nhà khuya khoắt, hỏi han ân cần khi thấy Trung tỏ vẻ mệt mỏi, đau ốm. Nhưng Trung thì chưa hề ngó đến chị lấy một lần. Dưới mắt anh, bao giờ Vân cũng chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà. Chị thuộc về một giai cấp khác, không cần thiết phải để ý. Hôm nay Trang lại đi vắng. Nhìn Vân, bỗng dưng Trung thấy thú vị. Anh vào phòng làm việc, ngã lưng xuống ghế sofa nằm nghỉ. Hơi men còn sót lại từ chiều ván vất, lại thêm cảm giác đau nhức âm ỉ khắp người, khiến Trung nảy ra một ý nghĩ. Anh gọi chị giúp việc lên nhà. "Thưa cậu, cần cạo gió ạ." "À, tôi muốn chị lấy dầu nóng xoa bóp cho tôi một chút, được không?" "Dạ được, để tôi làm cho cậu." Rất tự nhiên, chị ngồi xuống kế bên, rồi nhanh nhẹn cởi hết quần áo của Trung ra. Sau đó nhẹ nhàng săn sóc anh, y như người vợ lo cho chồng. Hai bàn tay khỏe mạnh của người phụ nữ nông thôn quen lao động xoa bóp cho Trung từ chân lên cổ, rồi xuống đến 2 cánh tay. Cảm giác thư giãn lan ra khiến toàn thân như nổi gai ốc, làm anh thấy sảng khoái vô cùng. Lúc Vân lật người Trung nằm ngửa ra để bóp vai, thì anh mới phát hiện người đàn bà này chỉ mặc có chiếc áo cánh mỏng dính, rộng thùng thình dùng để ngủ. Khi cúi người bóp vai, thì chị đặt đầu anh gần như tựa sát vào lòng. Trung nghịch ngợm chui hẳn vô bên trong áo, rồi trồi đầu lên úp mặt vào ngực chị. Chị giúp việc gần như bủng rủng chân tay, ngồi thừ ra bất động. Cảm giác bị kích thích bất ngờ khiến Vân muốn ngất đi. Trung không thể chờ đợi lâu hơn nữa, anh chồm dậy tốc hết áo quần của chị ra, rồi lao vào ngấu nghiến tấm thân múp míp của người đàn bà đang khát tình. Trung hiểu rõ Vân chờ giây phút này cũng lâu lắm rồi. Anh chợt thấy ngạc nhiên với chính mình. Mới chiều nay vừa ở với Phượng, giờ tới phiên bà này. Sao mình khỏe thế nhỉ? Trong lúc thưởng thức sự thống khoái đang lan lên đến tận óc, anh chợt nảy ra ý nghĩ so sánh những người đàn bà đã qua tay mình với nhau: vợ anh, Phượng và chị Vân. Mỗi người đều có nét đẹp và sự hấp dẫn riêng, nhưng cuối cùng thì người xấu nhất là Vân vẫn dư khả năng giúp anh phê tới bến. Ai bảo ô xin thì không biết làm tình, đàn bà nào thì cũng có thể làm đàn ông sướng hết cả. Và đột nhiên anh cười hinh hích khoái trá, khiến chị giúp việc hết sức kinh ngạc. "Sao vậy cậu chủ?" "À không, chị làm tôi thích quá đi." Được một lúc, thấy Trung hình như muốn dừng lại, thì chị kêu lên khe khẽ: "Cậu ơi." "Gì thế?" "Tôi sắp tới kỳ nên không sao, cậu cứ tới luôn đi, đừng sợ." "Chị nói đấy nhé." Khi xong việc, cả hai lăn ra nằm sóng xoài trên chiếc ghế bành. Trung chợt nhõm dậy nói với chị:
Chuyện này là bí mật của chúng ta đấy nha. Cậu không cần phải nhắc đâu. Nói xong, Vân rơm rớm nước mắt. Anh ngạc nhiên hỏi, sao chị khóc? Để tôi cho chị ít tiền ha. Nhưng hình như Vân lại khóc nhiều hơn. Nước mắt rơi lã chả. Chị nói bẹo bạo, tôi đâu có cần tiền. Chỉ cần... cần... chỉ cần gì hả? Cậu đừng quên tôi là được. Nói xong, chị khóc rất lâu mới nín và bỏ đi xuống nhà. Một tuần sau, cũng lại là trong lúc đang họp hành, thì Phượng gửi cho anh tấm ảnh chụp que thử thai có hai vạch và một dòng tin nhắn ngắn ngủi. Chiều nay về với em nha anh, em sợ quá à. Trung nhắn lại, anh bận đi công tác rồi, ngày sáng mai em đi tự vũ phá đi. Nếu thiếu tiền thì cho anh biết. Em không muốn làm vậy. Về nhà bàn kỹ với em đi mà. Có gì mà bàn, em lôi thôi quá. Cứ làm như anh bảo, ngoan đi nhé. Thật ra trong lần gặp nhau tuần trước, Phượng đã nói chuyện trễ kinh, và anh cũng đưa ra giải pháp như vậy rồi. Nhưng hình như con nhỏ này đang có ý đồ làm khó anh hay sao ấy nhỉ? Không biết nó nghĩ gì nữa. Trung tự nhiên thấy bực. Phải cứng rắn thì nó mới sợ. Anh nhắn tiếp một câu có vẻ hơi tàn nhẫn nhưng cần thiết. Nếu em muốn tiếp tục sống ở Sài Gòn thì nghe lời anh đi bệnh viện đi. Đừng để anh nổi cáu. Hình như Phượng giận dỗi nên không trả lời tiếp mà chỉ im lặng. Trung tin chắc cô gái sẽ nghe lời anh, vì nếu không thì chuyện hai người coi như kết thúc. Không lẽ để nó mang bầu sinh con cho anh nuôi hay sao? Với danh nghĩa gì chứ? Thật vớ vẩn. Đã giao hẹn ngay từ đầu phải cẩn thận không được để dính bầu. Mà nó có nghe đâu. Chắc là do quên uống thuốc chứ gì. Đàn bà không biết nghe lời thì anh trị thẳng tay, có đẹp đến mấy cũng vứt. Nhưng Phượng thì nghĩ khác. Mấy tháng bị giam lỏng như vậy đã quá đủ. Cô không thể tiếp tục cách sống già nhân ngãi non vợ chồng này nữa. Đã lỡ mang bầu, cô phải biết lợi dụng cái thai để đặt điều kiện với Trung. Không thể để cho anh ta mặc tình lợi dụng thân xác mình làm trò tiêu khiển mãi được. Phượng suy nghĩ, trước mắt cần phải tạo ra một áp lực gì đó thì Trung mới có thể nhượng bộ. Nghĩ là làm. Cô thu xếp quần áo rồi khóa cửa căn hộ, ra bến xe mua vé về quê. Cô định sẽ ở nhà vài ngày với cha mẹ, có thời gian suy nghĩ chín chắn nước cờ kế tiếp, làm sao bắt Trung làm theo ý mình. Còn bây giờ thì cô tắt luôn điện thoại, cho anh ta sốt vó chơi. Tới tối, trong lúc ngồi nhậu với bạn bè, Trung lấy phone ra gọi cho Phượng. Có chút men vô, tự nhiên thấy thèm tấm thân mân mởn của em nó ghê gớm. Nhưng lạ thật, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng ò ý e, báo đang ở ngoài vùng phủ sóng. Kinh ngạc quá đỗi, Trung bấm gọi lại lần nữa thì cũng vẫn thế. Gọi đi gọi lại vài lần đều vô ích. Anh nổi cáu muốn quăng luôn chiếc phone ra đường. Trung bỏ ngang cuộc nhậu, xách xe chạy ngay đến nhà người yêu. Cô gái đã khóa cửa căn hộ, lại còn móc thêm một ổ khóa ngoài, khiến anh không tài nào vô nhà được. Toát mồ hôi hột, Trung dậm chân tức tối, nhưng không nghĩ ra cách nào để liên lạc với người tình trẻ. Trời đất, con nhỏ này làm gì vậy? Nó dám off phone cả với mình. Một việc làm cả gan chưa từng có. Lần đầu tiên Trung văng tục một mình với Phượng. Gần suốt một tuần lễ, ngày nào Trung cũng gọi nhưng đều vô ích. Anh nghĩ thầm, hay em nó về quê, nhưng sao lại tắt máy? Con nhỏ này đang muốn gì? Tiền ư? Dù lúc này đang khó khăn nhưng anh vẫn có thể đáp ứng kia mà. Không hiểu nổi nữa. Có vài lần anh đã nghĩ tới chuyện bỏ quách con bồ của mình cho nhẹ nợ. Ngoài kia thiếu gì đàn bà? Không em này thì em khác. Thậm chí đêm về nhà,
xuống bếp chơi con ở, không chừng còn sướng hơn. Tới ngày thứ bảy, khi Trung không thèm gọi nữa, thì nhận được một tin nhắn ngắn ngủn: em về rồi. Trung bỏ việc, chạy bay tới chỗ của Phượng. Vừa gặp mặt anh đã hùng hổ nói lớn: này, em làm cái gì thế hả? Em về quê thăm ba má. Nhưng sao lại tắt điện thoại? Em muốn yên tĩnh suy nghĩ. Để thai lớn thì làm sao xử lý? Anh biết chắc em chưa làm gì hết, đúng không? Dạ chưa. Vậy em muốn gì? Im lặng một chút, Phượng nói chậm rãi rành rọt từng chữ: em muốn giữ con lại. Em muốn anh cưới em. Trung gần như hét lên: đồ khùng, em biết mình đang nói gì không? Em biết, anh về ly dị với vợ rồi lấy em là được mà. Em muốn phá gia đình của anh hả? Tới phiên Phượng hét lại Trung: vậy sao anh phá đời em thì được? Em chỉ là món đồ chơi của anh thôi sao? Em điên rồi. Nếu anh không chịu ly hôn vợ thì còn cách thứ hai. Cách gì nữa? Em giữ lại cái thai và sinh nó ra. Anh mua cho em một căn nhà trong thành phố này, nhà mặt tiền hẳn hoi chứ không phải chung cư, để em còn buôn bán nuôi con. Dĩ nhiên là nhà em đứng tên. Còn chúng ta chia tay vĩnh viễn, không gặp nhau nữa. Cô nói một hơi, từng lời như những cú sét giáng vào đầu Trung tóe lửa. Cả hai điều kiện này Trung đều không có cách đáp ứng nổi. Giống như cô đang dồn anh vào ngõ cụt. Ly dị vợ thì không thể, còn đào đâu ra mấy tỷ mua nhà cho cô? Anh nói như gào lên: tôi chẳng đồng ý điều kiện nào cả. Coi cô làm gì được? Cạp đất mà nuôi con hả? Biết khôn thì đi phá đi, trễ rồi đó. Vậy thì anh biến đi, tôi chẳng cần anh nữa. Rồi anh chống mắt lên mà xem. Vừa nói, Phượng vừa xô đẩy Trung ra khỏi nhà. Anh không ngờ con nhỏ ghê gớm mạnh bạo đến thế, nhưng biết không thể làm gì hơn. Anh bỏ ra về mà trong lòng rối ren, tràn ngập lo lắng. Về tới nhà, ngay tối hôm đó, rồi cả những ngày kế tiếp, anh đều nhắn tin thuyết phục Phượng nên nghe lời anh, rồi cùng nhau quay trở lại những ngày êm ấm cũ. Anh còn hứa sẽ tăng tiền chu cấp cho cô. Nhưng tin gửi đi, không thấy trả lời lại lần nào. Còn gọi phone thì Phượng không thèm bắt máy. Thêm một tuần lễ nữa trôi qua, không thể chịu nổi sự căng thẳng, Trung chạy xe đến nhà Phượng. Nhưng lần này thì anh chết lặng, vì cô gái đã trả nhà lại cho chủ từ mấy hôm trước và không còn ở đó nữa. Đến lúc này thì anh mới sực nhớ đã hết tháng, mà do đang giận nhau nên anh không chuyển tiền chu cấp như thường lệ. Vậy là con nhỏ bỏ đi luôn rồi. Anh đứng thẫn thờ một lúc rồi móc phone ra gọi Phượng. Chỉ có tiếng ỏ ý e ngoài vùng phủ sóng y như lần trước. Trung chán nản ra về mà không biết phải làm gì hơn nữa. Suốt cả tháng, Trung thấy cuộc sống của mình đang trở nên quá sức ảm đạm. Phượng thì gần như đứt liên lạc, mặc dù trong thâm tâm anh biết câu chuyện vẫn chưa thể kết thúc. Cái thai vẫn còn đó, và mỗi ngày một lớn thì êm thấm sao nổi. Tình hình ở nhà cũng chẳng khá hơn. Trang lúc nào cũng ủ dột và hình như ngày càng xa lánh anh. Mấy bữa nay sức khỏe chị không tốt nên càng thấy u buồn, lặng lẽ. Lúc sáng sớm vừa ngủ dậy, Trung nghe tiếng Trang nôn ói trong nhà tắm. Anh hỏi thì chị nói hình như bị cảm cúm gì đó. Công việc của Trung trong công ty thì còn tệ hơn. Giám đốc Hoàng vừa chuyển anh qua bộ phận giao nhận, vì nói rằng anh quen biết khách hàng nên có thể quản lý rất tốt khâu này. Đây là một cách kỷ luật nặng nề cho sai phạm của anh vài tháng trước. Lần đó công ty lỗ nặng vì việc làm thiếu trách nhiệm khi nhập hàng. Bây giờ mỗi ngày đi làm của Trung là một hình phạt chán chường. Ngồi dưới kho hàng mà đầu anh để ở đâu đâu, không chú tâm vào công việc mới.
Đang nghĩ vẩn vơ thì Trung nghe phone báo có tin nhắn, hy vọng là của Phượng. Anh vẫn đang chờ cô lên tiếng, nhưng không phải, đó là tin của vợ anh. Em có thai rồi, cái lần anh than mệt đó, thế mà lại dính. Trung thấy hai lỗ tai lùng bùng, trời đất như tối sầm trước mắt. Trời đất, lại có chuyện gì nữa đây? Anh nhắn lại, nhưng hôm đó anh có cho vào trong đâu, em biết mà. Em không biết, không tin thì đợi đẻ đi, rồi thử ADN. Và chị ngưng không nói gì nữa. Buổi chiều về tới nhà, Trung nói với vợ, mai anh chở em đi bệnh viện phụ sản làm điều hòa kinh nguyệt nhé. Trang mệt mỏi đáp, để em suy nghĩ đã, giờ em mệt, lát anh ra ngoài ngủ ở phòng làm việc đi nhé. Không riêng gì Trang đang mệt mỏi vì thai nghén, mà Trung cũng lên cơn suy nhược thần kinh trầm trọng. Anh bỏ cả cơm tối vào nằm nghỉ trong phòng làm việc. Đến khuya, đang thao thức vì cả trăm thứ suy tư trong đầu, thì Trung nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tưởng là vợ, nên anh nhõm dậy nói, vô đi em. Dạ tôi đây cậu. Chị giúp việc đứng khép nép xuất hiện trước cửa. Gì thế chị Vân? Vân bước vội vào trong phòng mà không đợi chủ cho phép. Chị tiến lại gần Trung, nói rất nhỏ, cậu ơi, chị nói đi. Tôi hình như có thai rồi. Có lẽ trời sập cũng không làm Trung thất kinh bằng khi nghe câu thông báo khủng khiếp đó. Anh bật ngửa ra sau, suýt té nhào xuống ghế. Ý chị là có thai với tôi đó hả? Dạ. Sao chị biết? Dạ tôi trễ gần cả tháng rồi mà vẫn không thấy. Chỉ có mình cậu thôi hà. Sao bữa đó chị nói là gần tới ngày? Thì bữa đó là cách hơn tuần nữa mới tới kỳ, nhưng giờ hơn một tháng rồi mà nó vẫn im re. Mấy bữa nay tôi ói quá trời, tại ở dưới bếp nên đâu có ai nghe thấy. Chị vừa giải thích dài dòng vừa rơm rớm nước mắt. Còn Trung thì ở trong tâm trạng như đang lơ lửng trên mây, không còn nghe thêm được tiếng nào nữa. Trời đất ơi, sao kỳ vậy nè? Không lẽ mình đang bị tổ trác? Trung xua tay, chị về phòng đi, coi chừng vợ tôi nghe thấy, để từ từ tôi tính. Dạ, cậu tính gì thì tính lẹ lẹ đi nha, tôi khổ quá à. Thật ra chính Trung mới là kẻ khổ nhất bây giờ. Đêm hôm đó anh không tài nào ngủ được, nhưng thức trắng tới sáng mà vẫn không nghĩ ra được cách nào để gỡ cái mối bồng bông này. Buổi sáng xách cặp đi làm mà anh như người mộng du, đầu óc trống rỗng. Vô tới công ty, nhìn bộ dạng thất thểu của Trung, ai cũng lấy làm lạ. Giám đốc nhìn anh hỏi, cậu bị bệnh hay sao thế? Dạ không, em chỉ hơi khó ở trong người chút thôi ạ. Nói xong, anh đi vội vào trong kho để tránh cái nhìn soi mói của mọi người. Chắc người ta đang nghĩ anh đang thất vọng và đau khổ vì bị thay đổi vị trí công việc. Đang ngồi ôm đầu lơ mơ thì điện thoại của Trung réo inh ỏi. Anh uể oải bắt phone. Alo, anh về nhà ngay, có cô Phượng vợ bé của anh tới kiếm nè. Nhưng anh ăn ngủ đến nỗi làm con nhà người ta có thai, cả nhà nó đến đây ăn vạ nè. Tiếng Trang lanh lảnh hết sức giận dữ, chị như la hét trong điện thoại. Lần này thì giống như có một cây gậy đánh golf phang trúng đầu. Trung ngã ngồi xuống ghế, đầu óc xây sẩm như bị trúng gió. Tiếng vợ anh gào lên lớn đến nỗi nếu có ai đứng cạnh Trung cũng nghe thấy. Sao anh im mồm vậy? Nó đưa bằng chứng đầy đủ nên đừng có chối nha. Mau về đây mà lo cho con vợ của anh đi đẻ đi. Tôi đi khỏi nhà đây, khốn nạn quá mà. Anh Trung lắp bắp, nhưng chưa biết phải nói gì thì Trang đã cúp máy. Chiếc điện thoại của anh rơi đến bột một tiếng lớn, rồi lăn lạch cạch trên nền gạch. Nhưng Trung vẫn đứng yên như trời trồng. Đầu anh như muốn nổ tung, mồ hôi toát ra ướt đẫm lưng áo. Hình như
Trung không còn biết mình là ai và đang ở đâu nữa.